Ok, xin chào quý anh chị đã đến với kênh YouTube chứng khoán Cộng đồng CV99. Thì em là Vũ Viết Anh, trưởng phòng kinh doanh chứng khoán tại VPS. Thì trong buổi video này, em sẽ tiến hành nhận định thị trường cho quý nhà đầu tư về cái thị trường ngày tới của chúng ta, tức là ngày 26 tháng 3 năm 2021, và đưa ra những cái định hướng tương lai để hỗ trợ cho nhà đầu tư có thể giao dịch một cách hiệu quả và bám sát thị trường nhất. Thì sau khi kết phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta kết phiên với trường nó là tăng điểm nhẹ, là tăng khoảng độ 1,29 điểm, tới mức tăng là 0,11% và đạt cái vốn giá trị khoảng độ là 690 triệu hơn. Xét về giá trị giao dịch của ngày hôm nay thì thị trường đạt ngưỡng là 17.434 tỷ đồng. Về số mã phân bổ tăng giảm thì phiên ngày hôm nay có khoảng độ là 205 mã tăng, 245 mã giảm và có 64 mã không tăng không giảm. Như vậy thì với cái việc thị trường tăng nhẹ nhưng xét về số mã tăng giảm thì ngày hôm nay nó vẫn thiên về cái chiều hướng, đó là chiều hướng của sự đi xuống. Và nhìn một bức tranh tổng quan trong cái phiên giao dịch duy nhất của ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy được rằng là buổi sáng thị trường đã có thời điểm tăng mạnh và cũng đã có thời điểm giảm mạnh, và kết phiên ở quanh mức tham chiếu và tạo thành cây nến như thế này. Đó, tạo thành hai đầu tăng giảm và kết phiên ở tham chiếu, nó cho thấy được rằng là cung cầu ngày hôm nay đang có sự giằng xé mạnh. Khi nó có sự giằng xé mạnh đó đi kèm với vol ngày hôm nay cũng không ở mức quá lớn. Thì tại sao vol ngày hôm nay không ở mức quá lớn? Bởi vì chúng ta được biết được rằng là phiên ngày hôm qua thị trường của chúng ta chỉ giao dịch đến khoảng độ là 1 giờ 10 phút là đã rơi vào trong cái tình trạng nghẽn sàn rồi. Còn ngày hôm nay thì thị trường giao dịch đến khoảng độ là hơn 1 giờ 30 nó mới rơi vào tình trạng nghẽn sàn. Và cây vol ngày hôm nay ở thời điểm nghẽn sàn nó cũng không bằng so với ngày hôm qua, cho thấy được rằng là cái tần suất giao dịch ngày hôm nay ở mức thấp hơn khá là nhiều so với phiên ngày hôm qua. Và nó thấp hơn vì thế đó là không tạo biên giá tăng giảm. Điều này nó đang chứng tỏ được rằng là lực bán ngày hôm nay của thị trường đã có sự vơi bớt đi so với phiên hôm trước. Bằng chứng là chúng ta có thể thấy được rằng là biên giá ngày hôm qua của thị trường là biên giá giảm ở mức cao. Và cụ thể thì so với mức giá đóng cửa ngày hôm trước thì nó giảm ở khoảng độ ngưỡng là 21,64 điểm, giảm với việc đi kèm vốn gia tăng mức cao cho thấy áp lực bán rất là lớn. Và đến ngày hôm nay, dòng tiền của thị trường không có quá nhiều nhưng nó vẫn khiến cho thị trường không tạo được cái đà giảm mạnh như hôm trước nữa. Điều đó nó chứng tỏ được rằng là điều đó nó đang chứng tỏ được rằng là cái lực bán của thị trường ngày hôm nay đã có sự vơi bớt, và nó có sự vơi bớt ngay trên cái vùng hỗ trợ của nó là vùng hỗ trợ 1.150 điểm. Thì tại sao vùng 1.150 điểm được đánh giá là vùng hỗ trợ hiện tại của thị trường? Thì cái này em nghĩ rằng cũng không cần giải thích nữa, bởi vì những anh chị nào hay theo dõi các video nhận định thị trường của em thì đã nghe em giải thích rất là nhiều lần về cái mức hỗ trợ 1.150 này rồi. Và đây được đánh giá là mức hỗ trợ đáng tin cậy, đặc biệt là của cái nhịp trước của thị trường. Và bây giờ thì nó cũng sẽ tương đồng như vậy thôi. Đối với một cổ phiếu hay là một thị trường bất kỳ đấy thì nó sẽ có những cái kháng cự và những cái hỗ trợ. Và theo lý thuyết trên sách giáo khoa đấy thì kháng cự và hỗ trợ nó là điểm mà tại đó cổ phiếu và thị trường có cái xác suất của sự quay đầu. Ví dụ khi cổ phiếu tăng chạm vào những cái vùng kháng cự thì thông thường nó sẽ có xuống bị chững lại, và những cái sự chững lại này có thể chững lại để đi lên hoặc chững lại để đi xuống, giống như là thị trường ngày trước của chúng ta là cái thị trường đạt đến cái vùng cản 1.200 điểm. Sau khi lên đến vùng cản 1.200 điểm thì nó có một phiên chững lại đà tăng, đó là phiên ngày 19 tháng 3, và có một phiên là xuất hiện áp lực bán ở trên chính vùng cản, đó là ngày 22 tháng 3. Thì sau cái kết phiên ngày 22 tháng 3 em cũng đã làm video nhận định thị trường cho anh chị, và em cũng đã nói rằng là ngày 22 tháng 3 là ngày mà thị trường đã xuất hiện áp lực bán, và em cũng đã nói với anh chị là thị trường nó sẽ có xác suất của sự điều chỉnh, xác suất của sự là chưa vượt thẻ 1.200 được, chưa thể vượt cả 1.200 điểm ở thời điểm hiện tại đó được. Và đó là cái sự là tăng chậm cản và bị bán lại của thị trường. Thì thị trường hiện tại của chúng ta đang bị bán về mốc 1.150 điểm, và phiên ngày hôm nay chính là phiên chạm cản của thị trường, chạm hỗ trợ của thị trường, và nó đã có sự bật lên, nó đã có sự chững lại của đà giảm. Nhưng cái sự chững lại đà giảm này nó vẫn chưa thể khẳng định được rằng là liệu rằng là thị trường sẽ bật lên và sideways tiếp ở biên dưới cản là 1.200 điểm, hay là nó sẽ chững lại để rồi nó tiếp tục đi xuống dưới 1.150 điểm. Thì cái này chúng ta vẫn chưa biết được, bởi vì dựa vào cái dữ kiện dòng tiền hiện tại của thị trường thì nó chỉ đơn giản là thị trường giảm về vùng hỗ trợ và nó bị chững lại đà giảm trong vòng một phiên thôi. Và đối với việc thị trường hay cổ phiếu bất kỳ đấy, khi nó về hỗ trợ mà nó bị chững lại đà giảm trong vòng 1 đến 2 phiên thì nó chưa thể nói lên bất cứ điều gì về cái xu hướng tăng giảm của nó cả, mà nó cần phải có chuỗi các phiên hoặc nó phải cần có dòng tiền. Thì đối với ngày hôm nay, dòng tiền khi thị trường về mốc
hỗ trợ là 1.150 điểm thì nó được bật lên, nhưng bật lên với sự đó là sự vôn thấp. Điều đó chứng tỏ được rằng là dòng tiền lớn nó vẫn chưa quá có sự quyết liệt tham gia bắt đáy thị trường ở phiên ngày hôm nay. Và khi dòng tiền lớn chưa có sự quyết liệt bắt đáy thị trường ở mức hỗ trợ 1.150 điểm của nó thì chúng ta vẫn chưa lên quá kỳ vọng được rằng là thị trường sẽ tăng, mà chúng ta cần có cái động thái tiếp tục, vẫn là động thái quan sát chính là chủ đạo. Quan sát chủ đạo là chính. Bởi vì khi nó chạm hỗ trợ, nó bật lên, nó chứng lại đà tăng, nó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng cái quan trọng là với cái dữ kiện hiện tại là dòng tiền nó vẫn chưa có cái khuynh hướng nào cho thấy được rằng ngày hôm nay dòng tiền đã đổ mạnh vào để đỡ giá thị trường, thì chúng ta vẫn chưa lên quá quyết định vội được rằng là thị trường đã bật tăng trở lại. Và do đó với cái chiến lược giao dịch cho nhà đầu tư hiện tại, đối với cả chiến lược bắt đáy cổ phiếu thì hiện tại em nghĩ là chúng ta vẫn chưa lên bắt đáy cổ phiếu ở thời điểm này đâu. Bởi vì phiên ngày hôm nay là vẫn chưa có đủ sự thuyết phục về dòng tiền và sự chứng lại của thị trường vẫn chưa thuyết phục về mốc thời gian đó là 1 hoặc là 2 phiên để chúng ta theo dõi. Do đó cái chiến lược chủ đạo lúc này em khuyến nghị cho anh chị vẫn là đứng yên quan sát thị trường và quản trị những cổ phiếu nào mà hiện tại mình vẫn đang cầm để xem rằng là liệu có nên bán hay không. Ok, thì sang một chút về cái chỉ số VN30 để chúng ta xem cái động thái của VN30 có khác gì so với VN-Index hay không. Về cả chart VN30 hiện tại của chúng ta thì VN30 ngày trước cũng đã bứt thoát ra khỏi cái vùng cản của nó rồi. Nhưng sau phiên bứt thoát này thì ngay lập tức VN30 bị bán 3 phiên và có một phiên bị bán mạnh nhất, đó là phiên ngày hôm qua khi nó bán khoảng độ là hơn 21 điểm. Bán mạnh với vốn gia tăng mức cao cho thấy được rằng là khuynh hướng chủ đạo dòng tiền ngắn hạn của VN30 thì hiện tại đang là dòng tiền bị bán và dòng tiền đi xuống. Và với phiên ngày hôm nay thì VN30 cũng về đến những cái vùng hỗ trợ của nó là quanh vùng 1.150 rồi. Nhưng lực tiền của VN30 ngày hôm nay thực sự là không có đủ mạnh để chứng minh được rằng là đây sẽ là vùng hỗ trợ dễ dàng bật lên của VN30. Do đó thì khuynh hướng VN-Index và VN30 ở thời điểm hiện tại vẫn chưa đủ an toàn để chúng ta tham gia vào mới cổ phiếu. Mà động thái hiện tại của chúng ta vẫn là tiếp tục quan sát. Thì quan sát như thế nào? Quan sát chúng ta sẽ dựa vào cái mức cản 1.200 cũ của nó. Mức cản 1.200 cũ của nó của mấy phiên trước. Ví dụ như là cái phiên ngày 22 tháng 3 đi. Sau khi tăng chạm cản 1.200 điểm là ở ngày 18 tháng 3 thì thị trường có một phiên chứng lại của đà tăng khi nó chạm cản, đó là ngày 19 tháng 3. Và cái phiên chứng lại đà tăng này nó vẫn chưa có một cái yếu tố nào nó sẽ cho thấy được rằng thị trường sẽ đi xuống cả. Bởi vì ngày 19 tháng 3 mặc dù là thị trường bị chứng lại đà tăng nhưng cái áp lực bán nó chưa thể hiện rõ ràng ở trên mức cản này. Do đó xét về yếu tố dòng tiền là nó vẫn chưa đủ dữ kiện cho thấy được rằng là thị trường sẽ đi xuống ở phiên ngày hôm đó. Và đến một phiên tiếp theo đó là phiên ngày 22 tháng 3. Thì đây là cái phiên mà lực bán của thị trường đã có sự gia tăng, bằng chứng là cây vôn của nó cũng đã có sự gia tăng hơn so với cây vôn ngày hôm trước. Nhưng mà xét về yếu tố đó là biên giá, thì biên giá ngày 2 tháng 3 lại đi theo một biên giá giảm ở mức cao, cho thấy áp lực bán đã có sự quay trở lại ở mức cả 1.200 điểm ở ngày 22 tháng 3 rồi. Và với việc như vậy thì thị trường nó sẽ có lý do để sự điều chỉnh. Thì anh chị nào mở video ngày 2 tháng 3 ra thì sẽ thấy em phân tích ở buổi hôm đó về cái yếu tố dòng tiền của phiên ngày 22. Thì đối với thời điểm hiện tại của chúng ta thì đang có sự tương đồng, đó chính là giống với cái ngày 19 tháng 3 ngày trước, cũng là chạm về hỗ trợ hoặc là chạm về cản và đang chứng lại. Và cái mà chúng ta cần để chúng ta có thể tham gia mua lại thị trường để đánh nhanh, rút gọn, để đánh T3 hàng về là bán, thì chúng ta cần phải có một phiên, đó là phiên như ngày hôm 22 tháng 3, tức là theo yếu tố ngược lại, đó là nó có sự bật tăng. Và sự bật tăng lại đi kèm vốn lớn cho thấy có cái dòng tiền tham gia bắt đáy thị trường ở mốc cản, ở mốc hỗ trợ 1.150 điểm này, cũng như là ở cái ngày trước đó là ngày 10 tháng 3 là có một lực tiền tham gia bắt đáy ở mốc ngày 10 tháng 3. Thì anh chị nào có thể xem lại cái video của em ngày 10 tháng 3 để xem em miêu tả rõ về cái dòng tiền ngày hôm đó để chúng ta có thể linh hoạt trong cái phiên ngày mai. Khi mà giả sử trong một kịch bản tích cực nhất là ngày mai thị trường có sự bật lên thì chúng ta sẽ dựa vào những cái dữ kiện dòng tiền của những cái ngày trước như là ngày 10 tháng 3 hay là cái ngày ngược lại của nó là ngày 22 tháng 3 để chúng ta đánh giá xem là chúng ta đã mua được hay chưa. Bởi vì các video nhận định thị trường của em là nhận định thị trường theo phiên, và nếu như mà trong phiên ngày hôm đó mà nó đã tăng quá mạnh rồi mà em ra các video thì lúc đó nó sẽ hơi có sự muộn màng. Nên cách duy nhất mà anh chị có thể chủ động trong quá trình giao dịch đó là tự bổ sung kiến thức cho mình, và anh chị có thể mở lại video của ngày hôm trước của em là ngày 10 tháng 3 hoặc xem cái video theo cái lũy tiết ngược lại là ngày 22 tháng 3 để chúng ta biết được rằng là như thế nào và khi nào là dòng tiền có sự tham gia vào thị trường để chúng ta có sự chủ động trong quá trình giao dịch. Chiến lược trước mắt cho nhà đầu tư vẫn là đứng yên nhé, đứng yên quan sát cho phiên ngày mai. Phiên ngày mai mà bật tăng với vốn gia tăng thì chúng ta mới vào được, cái quan trọng là vào hàng nào thôi. Còn vào những cái dạng hàng như thế nào thì chúng ta cứ chọn cái hàng nào mà nó giữ giá hơn thị trường là chúng ta mua được những cổ phiếu đó.
thị trường giảm mạnh mà cổ phiếu nó không giảm thì chứng tỏ cổ phiếu đó đang mạnh hơn so với thị trường. Thì khi thị trường ổn định, đó sẽ là những cổ phiếu có xác suất tăng đầu tiên thì mình sẽ canh những cổ phiếu đó. Đương nhiên là phải để thị trường ổn định thì mới vào được rồi. Và em cũng xin giới thiệu nhé, là hiện tại công ty cổ phần chứng khoán VPS bên em là công ty đứng trong top những công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất, là top 1 của sàn HLX, sàn Upcom và chứng khoán Phái Sinh, và top 2 chứng khoán sàn HLX. Thì trong năm nay là mục tiêu bên chứng khoán VPS bên em sẽ là chiếm nốt top 1 còn lại của sàn chứng khoán HLX. Và với việc như vậy thì cũng cho nhà đầu tư biết được rằng là cái thị phần chứng khoán và cái tỷ trọng bên em là đứng đầu trong các công ty chứng khoán lớn như thế nào rồi, và cái phí giao dịch margin và phí giao dịch lãi suất bên em và cái mức lãi suất margin bên em thực sự rất là thấp so với những công ty chứng khoán khác. Và theo thời gian thì phí giao dịch và lãi suất margin bên em chỉ có ngày càng thấp đi thôi. Cụ thể thì phí giao dịch margin bên em chỉ có 0.13%, lãi suất margin chỉ có từ 6,8 đến 9% một năm, tỷ lệ cho vay margin cao và cho vay hết tất cả các mã. Upcom bên em cũng cho vay. Và khi anh chị mở tài khoản VPS giao dịch cho em quản lý thì em sẽ thêm anh chị vào room VIP phim hàng. Tại room VIP phim hàng sẽ hỗ trợ cho anh chị đó là phím cổ phiếu, phím rõ giá mua, giá bán, quản lý và cơ cấu danh mục đầu tư cho anh chị. Thì trong thời điểm hiện tại khi mà thị trường đang khá là khó khăn, khi mà nhà đầu tư không thể đánh sóng dài được, tức có nghĩa là nhà đầu tư đang giao dịch nhiều ở thời điểm hiện tại và giao dịch với biên lợi nhuận nhỏ và đôi khi là ở mức tham chiếu là không tăng không giảm. Như vậy thì chúng ta cần phải quan tâm đến mức phí giao dịch để có thể hạn chế được cái nguồn chi phí khi chúng ta đầu tư, khi mà thị trường hiện tại chưa phải là thị trường đang tiềm năng để chúng ta đầu tư nhiều. Thì chúng ta cần phải cân nhắc về phần phí giao dịch này. Thì em mời anh chị liên hệ tới em qua số điện thoại Zalo ở màn hình anh chị đang xem để tiến hành mở tài khoản chứng khoán tại VPS để hưởng những ưu đãi về phí giao dịch đó. Ok, thì về thị trường thì cũng vắn tắt như vừa rồi cho anh chị rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số mã cổ phiếu theo ngành để chúng ta đánh giá xem rằng là hiện tại thì những cái nhóm ngành đó đang có cái cơ hội và đang có cái khuynh hướng như thế nào để chúng ta xem xét và đánh giá. Thì đầu tiên nó sẽ là cổ phiếu của banh, là con CTG, luôn luôn là con đầu bảng trong những cái buổi nhận định mã của em. Thì đối với cổ phiếu CTG thì cũng như những buổi video trước em đã nhận định cho anh chị thôi. CTG thì xét về yếu tố dòng tiền của nó thì dòng tiền lớn hiện tại thì em vẫn chưa có cái sự nào là sự lay động về cái việc là dòng tiền lớn nào đi lên. Bởi vì CTG đều có sự tích lũy và đã có sự bứt phát đi lên rất là mạnh mẽ ở cái ngày 17 hay thậm chí là ở ngày 2 tháng 3 rồi. Dòng tiền đổ vào CTG rất là lớn. Mặc dù những phiên ngày hôm nay là phiên bị bán khá là mạnh của CTG, nhưng chúng ta cũng phải hiểu được rằng là nó bán để lấp gáp, nó bán để test lại đỉnh cũ và nó bán vì nó bị ảnh hưởng bởi thị trường chung. Nên đối với việc là hiện tại đã bị bán như vậy thì đối với xuống trung hạn và dài hạn của CTG em vẫn nhận định đó là xuống đi lên. Nhưng cái quan trọng là với việc bị bán mạnh như này thì nó sẽ mất một cái thời gian, đó là thời gian tạo nền sideways để tích lũy ở những cái vùng trên. Và chúng ta cần phải chờ thị trường ổn định, chờ con CTG ngừng bị đạp thì chúng ta sẽ tham gia mua mới đối với cổ phiếu này. Thì xét về xuống lâu dài của cổ phiếu CTG em vẫn kỳ vọng là đi lên nhá. Xét về tiếp theo đó là con MB Bank. Đối với MB Bank thì hiện tại nếu như anh chị nào quan hàng ấy, thì là điểm hiện tại chúng ta lên tạm khoan bán, bởi vì nó cũng đã khá là muộn để chúng ta tiến hành bán cổ phiếu này rồi. Bởi vì nó cũng đã giảm khá là mạnh rồi. Và cái chiến lược của chúng ta ở thời điểm hiện tại đó là chờ nó hồi để chúng ta tiến hành bán cổ phiếu MB Bank này. Thì chúng ta sẽ chờ nó hồi về lấp cái vùng gác cũ của nó là vùng 28.3 thì chúng ta sẽ tiến hành bán cổ phiếu MB Bank. Còn trong cái trường hợp xấu nhất là khi cổ phiếu MB Bank này tiếp tục giảm thì chúng ta sẽ bán khi mà thị trường nó thủng mốc hỗ trợ 1.150 điểm. Thì lúc đó chúng ta sẽ tiến hành bán cổ phiếu trong cái danh mục mình đi. Thì cái này em cũng đã nói rõ trong video ngày hôm qua rồi. Thị trường thủng 1.150 thì chúng ta sẽ bán những cổ phiếu còn lại ở trong danh mục đi để quản trị rủi ro thật tốt ở thời điểm thị trường đang nhạy cảm trên mức hỗ trợ cuối cùng của nó. Tiếp theo nữa đó là con STB. Đối với cổ phiếu STB thì em cũng đã nói nhiều rồi là con này đang trong quá trình là tích lũy sideways lại của nó và nó đang trong quá trình sideways để chuẩn bị cho một cái đà bứt tốc đi lên. Nhưng với cái việc là nó bị bán mạnh khi nó chạm về những cái vùng cản tâm lý của nó là quanh cái vùng cản là 1.950 đến 20 thì nó bị bán mạnh trở lại, cộng với việc là thị trường hiện tại của chúng ta đang bị đạp khá là sâu xuống vùng hỗ trợ là 1.150 điểm, thì đối với cổ phiếu STB này cái xác suất để nó có thể tăng tốc lên như trên là rất khó có thể xảy ra. Nên đối với thời điểm hiện tại qua hàng thì cứ cầm thôi, qua hàng thì cứ cầm chờ nó hồi thôi và bán khi nó về đến những cái vùng cản như là vùng 1.950 thôi. Còn đối với việc mua mới thì hiện tại lên chờ nó tích lũy, bởi vì hiện tại đang trong quá trình bị đạp và nó phải cần thời gian để ngừng đạp, để dòng tiền tham gia trở lại thì mới vào được. Hiện tại thì chủ yếu quan sát tài chính thôi, qua hàng thì cầm để chờ hồi. Sang tiếp theo nữa đó là con Liên Việt. Liên Việt thì ngày hôm nay
vẫn ở trong cái vùng nền sideways của nó. Nhưng con Livit đang có một cái điểm trừ, đó là phiên ngày hôm nay nó tạo một cái biên giá giảm, và biên giá giảm này đi kèm với vol ở mức cũng khá là cao, cho thấy áp lực bán Livit ngày hôm nay đã có sự xuất hiện đôi chút trở lại. Nên trong thời gian tới thì con Livit sẽ có những cái xác suất rủi ro, đó là rủi ro của sự điều chỉnh. Xét về yếu tố sóng tăng trung hạn và dài hạn của con Livit này, hiện tại em vẫn chưa có cái sự nào nghi vấn đối với nó, bởi vì dòng tiền của nó vẫn ở đánh lên và nó vẫn chưa có sự phân phối về trung hạn và dài hạn, nên chúng ta vẫn chưa cần phải nghi hoặc về vấn đề sóng tăng của nó. Nhưng trong ngắn hạn, với cái yếu tố hiện tại là nó đang trong cái vùng nền chặt mà thị trường lại bị đè như này, thì khi mà nó thủng nền nó sẽ khó có thể cầm hơi được ở cái mức giá này. Do đó, đối với việc anh chị nào đang cầm hàng đối với cổ phiếu Liên Việt, thì khi mà cổ phiếu này thủng giá là 15.85, 15.8 thì chúng ta cần tiến hành là thanh lý cổ phiếu này đi, để chúng ta sẽ chờ nó cho điểm mua để chúng ta tham gia sau, tránh tình trạng là không may thị trường giảm sâu thì những cổ phiếu này cũng sẽ bị kéo theo, lúc đó làm cho chúng ta kẹp hàng lỗ khá là nặng. Sang dầu khí một chút thì chúng ta sẽ có cổ phiếu của PVT. Đối với cổ phiếu PVT thì hiện tại con hàng thì cầm thôi. Con này hồi là bán anh chị nhá. Con này bây giờ hồi là bán, bởi vì chắc con này đang bị đè rồi. Ngày trước là được test lên và được vững ở trên vùng nền khi xuất hiện những biên giá tăng tốt, nhưng nó cũng bị ảnh hưởng bởi yếu tố là thị trường chung, và hai phiên gần nhất thì nó cũng đã bị đè xuống dưới cái lần cuối cùng của nó. Và với việc bị đè xuống dưới lần cuối cùng, lên trong thời gian tới khi mà nó tăng lại về cái vùng nền cũ của nó, thì đây đồng thời cũng sẽ là vùng cản của cổ phiếu PVT. Nên anh chị nào có hàng đối với cổ phiếu này thì cũng chúng ta cũng canh hồi mà bán thôi. Nhớ chưa? Sang con nữa đó là con BSR. BSR hiện tại là nó vẫn đang rất là đẹp, và cái chart của PVT hiện tại vẫn chưa có sự nào cho thấy rằng nó đang xấu cả. Nên anh chị nào có hàng đối với cổ phiếu BSR này với cầm đôi. Bởi vì BSR hiện tại đang trong quá trình đó là tích lũy đi ngang vùng nền, và cái sự tích lũy đi ngang vùng nền này nó đang có sự đi ngang chặt. Và khác so với yếu tố thị trường chung là khi thị trường đang trong quá trình bị đạp mạnh khá là lớn và đạp với vol gia tăng mức cao, cho nên áp lực bán của thị trường rất là dữ dội. Nhưng con BSR này chúng ta thấy được rằng là vol bán của nó không có quá nhiều, cho thấy con này hiện tại là cái độ vững, cái độ bị nhiễu so với thị trường, cái độ bị chịu ảnh hưởng so với thị trường, tâm lý thị trường hiện tại đang rất là thấp, và cái chart của nó vẫn là trong vùng nền tích lũy, nên nó vẫn chưa cho cái xác suất nào là xác suất bán ở thời điểm hiện tại. Còn đối với việc mua cổ phiếu này thì chúng ta cần phải chờ thị trường ổn định thì mới vào. Bởi vì khi một cổ phiếu nó cho điểm mua đẹp đến mấy nhưng mà thị trường không có sự đồng thuận thì cái xác suất cổ phiếu đó đi lên nó sẽ bị vơi bớt đi tầm khoảng độ là 5 đến 60%. Đó, theo kinh nghiệm của em thấy là như vậy. Tiếp theo nữa là cổ phiếu khác như là con Oi. Đối với cổ phiếu Oi thì ngày hôm qua em cũng đã đưa cho anh chị rồi, là Oi hiện tại đang được hỗ trợ trên mức hỗ trợ là 14.000 điểm, 14.000 đồng. Nhưng để tránh cái tình trạng là Oi bị đè theo yếu tố là thị trường thì chúng ta cần phải có một mức hỗ trợ an toàn, đó là mức hỗ trợ 13.700 đồng. Nếu như mà thị trường, em xin lỗi, nếu như mà con Oi thủng mức 13.700 đồng này thì chúng ta sẽ tiến hành là thanh lý cổ phiếu này đi để cắt lỗ, để hạn chế cái nguồn rủi ro tối đa, không may nó có thể xảy ra. Sau một cổ phiếu nữa của dòng chứng khoán thì chúng ta sẽ có con SRI, còn con PPD một chút. PPD, chắc PPD hiện tại thì ngày hôm qua nó đã bị thủng cái vùng nền dưới rồi, thì đối với con PPD này hiện tại thì canh hồi mà bán thôi nhá. Con này cứ canh hồi mà bán thôi. Con này cho dù tin giá dầu thế nào thì chúng ta cũng cứ hồi mà bán thôi. Thì cái này em cũng đã nói rõ trong video ngày hôm qua rồi, giải thích hết rồi. Sang tiếp theo là con SSI của bên chứng khoán. SSI thì bị thủng lên ngày hôm qua, chắc SSI hiện tại đang khá là không tốt một chút nào. Và đối với cổ phiếu SSI này hiện tại nếu như một con hàng thì chúng ta sẽ chờ đối với cái việc là nó sẽ tích lũy lại và nó sẽ bị ngừng đạp, thì chúng ta sẽ canh mua trung bình giá đối với cổ phiếu này để có thể nhanh chóng là gỡ lại về cái vùng hòa vốn. Đó là cách tốt nhất để có thể linh động với con SSI này. Tiếp theo nữa là con HCM. HCM với SSI thì chắc ngang nhau thôi. HCM thì ngày hôm qua cũng thủng hỗ trợ rồi. HCM bây giờ cũng cứ hồi là bán thôi nhá. Còn bây giờ đối với điểm bán hiện tại của HCM thì cũng đang khá là muộn rồi đấy. Bởi vì chúng ta cần phải có cái sự đó là kiên nhẫn ở điểm hiện tại. Là nếu như mà thị trường vẫn vững trên mốc 1.150 điểm thì với những cổ phiếu như thế này như HCM, SSI thì chúng ta vẫn sẽ cầm để chờ điểm mua trung bình vốn. Còn trong trường hợp mà thị trường chung thủng mốc 1.150 điểm thì chúng ta cần tiến hành thanh lý cổ phiếu trong danh mục mình đi, bao gồm cả hai con này nếu như đang sở hữu. Tiếp theo nữa là cổ phiếu VLD của bên chứng khoán VN-Direct. Thì đối với cổ phiếu VLD này thì em nghĩ rằng không quá nhiều có sự bàn cãi về dòng tiền của nó. Bởi vì dòng tiền đối với VLD mặc dù thị trường bị bán mạnh nhưng yếu tố dòng tiền của bản thân nó thì vẫn chưa có sự vi phạm quá nhiều. Khi mà những cái nến tăng của nó vẫn luôn tăng, vốn gia tăng ở mức cao, và hai phiên nến đỏ gần nhất của VLD vốn bán cũng không quá lớn. Hai phiên gần nhất là phiên ngày hôm qua
là chững lại đà tăng, tạo lên nút chân quá biên giá tăng nhẹ đi kèm vùng giá tăng mức cao, cho thấy có một cái dòng tiền đỡ giá của VLD ngày hôm qua. Đến ngày hôm nay thì nó có quá sự rút chân nhẹ, và sự rút chân nhẹ này của nó đi kèm với vùng thấp, cho thấy được rằng là cái người bán VLD hiện tại người ta đã có sự vơi bớt đi về vấn đề bán cổ phiếu này rồi. Và với cái khuynh hướng dòng tiền như vậy thì theo em là chúng ta vẫn tiếp tục cầm đối với cổ phiếu này vì nó vẫn chưa cho điểm bán đâu. Còn đối với vấn đề mua mới VLD thì trong video ngày hôm qua em đã giới thiệu cho anh chị rồi, hiện tại dòng tiền rất là tốt. Cái khó khăn duy nhất để mua cổ phiếu thì hiện tại đó là ke thị trường. Ngày mai mà thị trường bật tăng với vốn gia tăng mạnh thì chúng ta mới tham gia mua được. Nên để tránh cái tình trạng là khi mà thị trường bật tăng mạnh với vốn gia tăng mà lúc đó cổ phiếu chúng ta đang theo dõi nó bật tăng rồi, khó mua rồi, thì thời điểm hiện tại chúng ta cần nên theo dõi thật là nhiều cổ phiếu để nó vào trong danh sách chờ mua. Bởi vì khi thị trường bật tăng không có nghĩa là cả 10 mã trên thị trường nó đều bật tăng theo đâu, mà nó chỉ có một số mã bật tăng theo thôi. Thì chúng ta cứ canh những mã nào có dòng tiền tốt mà nó chưa tăng theo thị trường để chúng ta mua. Đó là cách để chúng ta canh mã ở thời điểm hiện tại. Đương nhiên thì cũng phải cần ke theo thị trường rồi. Hiện tại thì em đã nhận định xong một số mã cổ phiếu nêu ngành như là chứng khoán, banh và dầu khí rồi. Thì anh chị cần hỏi mã nào thì có thể comment ở dưới video thì em sẽ tư vấn cho. Ok, thì em cũng xin kết thúc buổi video nhận định thị trường ngày hôm nay. Thì anh chị nào muốn mở tài khoản VPS để được hưởng ưu đãi về phí và lãi suất margin cực kỳ rẻ bên em và được dùng margin nhiều nếu muốn khi thị trường có sự ổn định trở lại để nhanh chóng gỡ gạt lại những cái khoản đầu tư hiện tại đang bị thiệt thòi, thì anh chị liên hệ tới em qua số điện thoại Zalo để em tiến hành mở tài khoản cho. Mở tài khoản bây giờ 2 phút qua tài khoản để giao dịch và sử dụng ngay cả margin luôn, không cần ký kết hợp đồng. Còn đối với anh chị nào thích mở tài khoản theo hình thức ký kết hợp đồng thì em vẫn hỗ trợ được. Ok, thì em xin chào quý anh chị.